Máy trộn giá thể, thức ăn chăn nuôi do Vinmark phân phối thiết kế dạng trộn ngang hiện đại, làm toàn bộ bằng thép cao các bền bỉ, giúp kéo dài thời gian sử dụng máy. Chân bệ lắp thêm hệ thống bánh xe di chuyển tiện lợi. Ưu điểm trộn đều các loại bột ngô, bột gạo, bột sắn, cỏ khô, quả, ốc và các nguyên liệu khác thành hỗn hợp thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Buồng làm việc rộng rãi chứa được 100-150kg trên một mẻ. Đáy khoang trộn được thiết kế hình vòng cung giúp tăng cường hoạt động cho hiệu quả cao. Máy sử dụng động cơ công suất từ 4 đến 5,5 kW. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm bộ vít tài, máy ép cảm viên và một số sản phẩm khác tại website maymocviet.vn. Hoặc liên hệ tới số hotline 02438383456.